Rồi nó dẫn chốn xưởng chặt cầm đó, họ còn xưởng chặt đặt gì nữa, đúng chưa dẫn xưởng. Giữa nơi lục dẫn cái chặt cầm ta từng con giờ lục dẫn gì nữa. Nhưng mà chứ xưởng cầm nó dẫn tiền dẫn chốn xưởng cả, thì sao sẽ hả? Dẫn chốn xưởng phải xưởng người đó. Đi xe dẫn chốn xưởng phải xưởng người đó nè. Là lấy cá gì? Đi phải hết tiếng đầu chín tiếng con để lầu xì là cầm lầu xì. Đi cầm chỗ. Cầm cái thủ tiếng đó đâu. Cầm cái thủ tiếng đó đâu. Cầm cái thủ tiếng đó đâu.